Hôm nay là hai anh em tôi đi trải nghiệm thực tế Coffee House tại Biên Hòa. Với cái ứng dụng là quà tặng Galaxy thì chúng tôi có hai sản phẩm của Samsung chính hãng, cho nên được giảm giá mỗi ly là 30.000. Cho một ly lớn là 39, cho nên chúng tôi chỉ có bỏ thêm mỗi ly 9.000. Và không ngại bo cho nhân viên thêm 2.000, nó cho chẳng 20. Nhưng mà bù lại chúng tôi có những trải nghiệm đầy thú vị. Các bạn có thể thấy là anh Quanh đang uống cà phê à. Quay ngược sáng tối. Các bạn có thể thấy quang cảnh ở đây rất là đẹp. Ở phía bên ban công thì do là buổi trưa nắng cho nên không có người ngồi. Tôi nghĩ là buổi tối với khí hậu mà mát mẻ và buổi tối như ngày thời nay thì ngồi ngoài là hợp lý. Riêng về mũi thì tôi không biết là có hay không, nhưng mà ở đây là thành trung tâm thành phố Biên Hòa, cá nhân mình nghĩ là chắc cũng không có nhiều mũi đâu. Do là đặc thù là quán cà phê khá sang trọng nên cái lượt người đến uống thì cũng hơi kén, ở lượng vừa đủ, ít, không có quá đông như những cái quán bình dân. Các bạn có thể quan sát thấy rõ. Kế bên là phở ông Hùng, nhưng mà rất tiếc là đợt này là chương trình phở ông Hùng đã kết thúc sớm, nên hai anh em chúng tôi chỉ có thể là uống cà phê, bỏ đi cơ hội ăn phở ông Hùng.